của tận thế sàng lọc. Chúng con lâu nay mãi mê chạy theo chức quyền, tiền tài, tủ sắc, quên đi bổn tánh hồi thiên, về cùng với cha mẹ ở cõi trời an lạc. Đại nạn, bệnh dịch, đói rách, lũ lụt, thiên tai đang xảy ra khắp toàn cầu. Tại đất nước này, Việt Nam cùng các tỉnh đang gặp nạn dịch Vũ Hán Omicron bùng phát mạnh khắp mọi nơi, nhất là Sài Gòn, miền Bắc, miền Nam, Hiền Hòa. Con cầu nguyện Nam Mô Di Lạc Phật Dương Phú Quý Phật. Đệ tử chúng con nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Dương phù hộ phổ độ chúng sanh. Nhị nguyện cầu Cửu Huyền Thất Tổ được tịnh độ siêu thăng. Tám nguyện cầu phụ mẫu tại đường Răng Long Phước Thọ. Tứ nguyện cầu dạng dân bá tánh an cư lập nghiệp, thế giới quốc thái dân an. Ngũ nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Năm Mẹ, Ngũ Hành, ông vua, bà chúa, trăm quan, cụ thần, chư vị thánh thần, sơn thần, thổ địa, năm non, bảy núi, 12 vương cảm ứng chứng minh. Mong cha trời mẹ đất chứng minh lòng thành của con A Di Đà Phật. Đó thì quý vị lên trên mạng lấy cái bài này xuống khấn mỗi ngày để cho bớt bị Covid.